Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Khánh Vân khiến fan tiếc nuối vì không có cơ hội diện thiết kế xịn sò này tại Miss Universe. Hoa hậu Khánh Vân đang trong thời gian cách ly tập trung sau khi trở về từ cuộc thi Miss Universe 2020 với thành tích top 21 chung cuộc trong một tháng kể từ khoảnh khắc hai tiếng Việt Nam được xướng tên. Đối với người đẹp sinh năm 1995, đó mãi mãi là một kỷ niệm không bao giờ quên trong ký ức thanh xuân của mình. Từng gây chấn động với 15 vali hành lý với vô số trang phục mang nhiều thông điệp ý nghĩa, Khánh Vân từng được mệnh danh là Miss Fashion tại Hoa hậu Hoàn Vũ 2020. Tuy nhiên, vì quá nhiều sự lựa chọn váy áo, trong khi chỉ có 10.000 để thi thố, điều này khiến đại diện Việt Nam bị bỏ lỡ nhiều layout xịn sò, chưa kịp mặc. Mới đây, kỷ niệm một tháng chung kết Miss Universe 2020, Khánh Vân tiết lộ bộ váy ôm sát cơ thể với những đường cắt táo bạo, khiến fan tiếc nuối khi không thấy cô chặt chém các đối thủ khác. Rõ ràng đây là một bộ váy cực kỳ thời thượng và phù hợp với vóc dáng của cô gái có trái tim yêu thương và giàu lòng ấm áp. Thời gian thực hiện cách ly, Khánh Vân vẫn luôn cập nhật hình ảnh hoạt động của mình gửi tới khán giả. Vừa qua, cô còn có cuộc livestream gặp gỡ trò chuyện cùng cô bạn cùng phòng Malaysia. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.